Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr Xuôi đây. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc mở cuộc tấn công ồ ạt trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Cuộc chiến biên giới khốc liệt giữa hai quốc gia cộng sản còn âm ỉ kéo dài đến tận năm 1989 tại một số địa điểm. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba, theo cách gọi của một số sử gia, vẫn gần như hoàn toàn vắng mặt trong sách giáo khoa môn lịch sử Việt Nam, khi mà một cuộc chiến tranh đáng nói như vậy gần như trở thành một nhân vật giống người yêu cũ, vì chẳng ai muốn nhắc đến thì tướng Lê Mã Lương lại dám phát biểu gây sốc về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 này. Nhân dịp kỷ niệm 43 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2022, Phó giáo sư tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cường, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với những chia sẻ đầy thú vị. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, tôi đang ở Lạng Sơn. Còn trước khi bước vào cuộc chiến ác liệt với quân Trung Quốc, tôi đang ở miền Nam, được điều ra Bắc và về Học viện Chính trị. Tháng 10 năm 1978, tôi nhận được lệnh của Tổng cục Chính trị, giao cho tôi chỉ huy 500 học viên của các trường sĩ quan, chính trị, lục quân, hậu cần, kỹ thuật quân sự, đi lên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh lên đến tận Lai Châu. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1978, nhiệm vụ của các học viên là xuống các sư đoàn, xuống các tỉnh đội, các đồn công an vũ trang, nay là biên phòng, để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa giúp được gì đó cho các đơn vị, kết hợp làm công tác tuyên truyền, nắm tình hình hoạt động ở cơ sở. Trước khi cuộc chiến nổ ra, 6 tỉnh biên giới nhìn chung khá yên bình. Nhưng khi cuộc chiến xảy ra và một tháng sau quay trở lại Lạng Sơn, Lào Cai, tất cả nhà cửa, công trình đều tàn hoang. Không có cuộc chiến tranh nào giống cuộc chiến tranh nào, nhưng đều có điểm chung, đó là mất mát, hy sinh và đau thương, tàng tóc. Ngày 28 tháng 2, lúc ấy, cuộc chiến mới diễn ra được 11 ngày. Bộ Quốc phòng rút một số cán bộ có kinh nghiệm chiến đấu chỉ huy cấp trung đoàn như tôi trở lên, thành một nhóm 6 người, có nhiệm vụ đốc chiến sư đoàn 312. Đây là sư đoàn cơ động chiến lược của chúng ta, với nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt một trung đoàn bộ binh của Trung Quốc. Chúng tôi có mặt ở khu vực Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, và tôi thấy khí thế hưng hực, quyết tâm để chuẩn bị bước vào trận đánh trên từng khuôn mặt của mỗi người lính của sư đoàn 312 khi ấy. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố dừng binh và rút quân. Lúc ấy, tôi đã nói với các cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 312 rằng không biết căn nguyên vì sao Trung Quốc dừng binh, nhưng tôi khẳng định rằng chúng ta đã tạo ra được một thế trận vững vàng. Chúng ta có thể đĩnh đạc bước vào các trận chiến đấu tiếp theo và sẽ khiến quân Trung Quốc phải trả giá. Về lý do Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Thiếu tướng Lê Văn Cường cho rằng về chính trị học có hai nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản, xuyên suốt, lâu dài là xuất phát từ tham vọng bành trướng, bá quyền của Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông từng tuyên bố chúng ta phải chinh phục trái đất năm 1959. Chúng ta phải dành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự cần thiết phải chiếm lấy. Năm 1965, Trung Quốc cho rằng trước khi trở thành bá chủ thế giới thì phải làm chủ, phải chiếm được Đông Nam Á. Nguyên nhân thứ hai là sau chiến thắng của Việt Nam trước Mỹ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo quan điểm của Trung Quốc, Việt Nam trở thành vật cản trên con đường bành trướng xuống Đông Nam Á. Vì thế họ phải làm suy yếu Việt Nam, vu cáo Việt Nam xâm lược Campuchia, biến Campuchia thành chư hầu, thành lập Liên bang Đông Dương. Nguyên nhân trực tiếp là ngày 7 tháng 2 năm 1979, theo nguyện vọng của nhân dân Campuchia, Việt Nam đã đem quân sang cứu 13 triệu dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ. Cần lưu ý, Khmer Đỏ là đội quân được Trung Quốc trang bị vũ khí, đạn dược, quần áo, cho rằng Việt Nam đánh vỗ mặt là mất uy tín Trung Quốc, Bắc Kinh bịa cớ để phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thiếu tướng Lê Văn Cường chia sẻ rằng để tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam là việc không hề đơn giản, nên Trung Quốc phải chuẩn bị rất chú đáo. Ở trong nước, ngoài chuẩn bị vật chất, điều chỉnh quân đội xuống biên giới Trung Việt, Trung Quốc trong 2 năm 1977 và 1978 đã nhét vào tai gần 1 tỷ người dân của họ rằng Việt Nam là nước xâm lược, hiếu chiến. Hệ thống phát thanh truyền hình khổng lồ của Trung Quốc đã tung ra gần 100.000 bài viết xuyên tạc Việt Nam là những kẻ ăn cháo đá bát, được Trung Quốc giúp đỡ, nhưng nay tìm mọi cách hợp tác với Liên Xô, chuẩn bị xâm lược Trung Quốc. Ngoài nước, Chuẩn bị dư luận cho cuộc chiến tranh, Trung Quốc tìm cách kêu gọi sự ủng hộ. Cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình đi Singapore, Malaysia, Thái Lan. Đặc biệt, khi hội đàm với ông Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu Bình nói với Thủ tướng Singapore rằng Việt Nam đoàn kết với Liên Xô để bao vây và đánh Trung Quốc, sau đó sẽ đánh cả Đông Nam Á. Hòng thuyết phục các nước ASEAN ủng hộ Trung Quốc đánh Việt Nam. Từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đi Mỹ đàm phán với Tổng thống Jimmy Carter, thuyết phục lãnh đạo Mỹ rằng Liên Xô là kẻ gây chiến tranh thế giới thứ ba, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh hạt nhân để hủy diệt Mỹ và Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình yêu cầu Carter hợp tác, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhận vai trò NATO phương Đông, hợp tác chặt chẽ với Mỹ và châu Âu, Nhật Bản để đánh bại đại bá Nga Xô và tiểu bá Việt Nam. Ngày 6 đến 8 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình có đi Nhật Bản ký hiệp ước hòa bình hữu nghị, thuyết phục Nhật hợp tác chống Liên Xô và Việt Nam. Có thể nói, Trung Quốc đã chuẩn bị trong và ngoài nước rất cẩn thận, cả về vật chất lẫn dư luận. Đây là một cuộc chiến mà Trung Quốc tốn không chỉ về trí mà còn về lực. 4 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân với 9 quân đoàn chủ lực, 13 sư đoàn bộ binh độc lập, 6 trung đoàn với 550 xe tăng, xe bọc thép, 4 sư đoàn và trung đoàn pháo binh với hàng nghìn khẩu pháo các loại mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào Việt Nam. Trung Quốc đã bố trí cánh phía Quảng Tây do Hứa Thế Hữu chỉ huy, gồm các quân đoàn 41, 42, 43, 53. Cánh quân Vân Nam do Dương Đắc Chí chỉ huy với các quân đoàn 11, 13, 14 và sư đoàn 149. Trong cuộc chiến này, Trung Quốc đã sử dụng 1,06 triệu quả đạn pháo, 23,8 nghìn tấn đạn, 55 triệu viên đạn nhọn, 600 nghìn quân, là đội quân xâm lược lớn nhất từ trước đến nay đối với Việt Nam, tính từ cuộc chiến tranh xâm lược đầu tiên là giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6 đến cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ từ năm 1955 đến 1975. Thiếu tướng Lê Văn Cường trả lời về thiệt hại với Việt Nam trong cuộc chiến này như sau. Trong 1 tháng 1 ngày, từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, 600.000 quân Trung Quốc đã tàn phá toàn bộ thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Cam Đường. 6 tỉnh biên giới bị san phẳng, bị quân xâm lược Trung Quốc phá hủy hoàn toàn. 330 làng bàn, 735 trường học, 428 bệnh viện và trạm xá, 41 nông trường, 38 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ, 800.000 hecta lương thực, hoa màu bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu người ở 6 tỉnh biên giới mất nhà cửa. Quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam theo phương châm đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Tôi xin dẫn ra 2 vụ việc để minh chứng. Tại Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, 43 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị giặc sát hại rồi vứt xác xuống giếng, lấy đá lấp lại. Còn ở thị xã Lạng Sơn, 100 đồng bào đều là người già, phụ nữ và trẻ em cũng đã bị giết. Lính Trung Quốc còn đặt min tại hang Bác Bó, di tích lịch sử, văn hóa linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Ông còn cho biết thêm rằng, Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979. Về vật chất, sơ bộ có thể thấy, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, 62.500 lính Trung Quốc đã bị tiêu diệt tại trận. Ta bắt sống 260 bộ binh, đánh thiệt hại nặng 9 quân đoàn chủ lực, bắn cháy 280 xe tăng thiết giáp và 270 xe quân sự, phá hủy 115 khẩu pháo cối và hỏa tiễn của Trung Quốc. Nhưng thiệt hại lớn nhất là Trung Quốc bị cả thế giới lên án. Chính phủ Liên Xô, hàng loạt nước trên thế giới và Hội nghị quốc tế Helsinki đã ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án và chặn bàn tay đẫm máu của Trung Quốc. Bị cả thế giới phản đối, Trung Quốc chưa bao giờ thất bại về ngoại giao lớn như vậy. Họ phải rút lui, bởi càng kéo dài cuộc chiến tranh thì càng nguy, chưa kể việc Liên Xô sẵn sàng có đáp trả cần thiết ở biên giới trùng Xô để ủng hộ Việt Nam. Từ cuộc đấu tranh chống quân xâm lược Trung Quốc, chúng ta rút ra được những bài học như sau. Trước hết là bài học về nhận thức. Cần thấy rõ bản chất của Trung Quốc và chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam dựa trên chủ nghĩa xô vanh nước lớn, chứ không phải chủ nghĩa quốc tế vô sản Mác Lênin. Vì thế, năm 2003, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết của Đảng ta lần đầu đưa ra khái niệm đối tác, đối tượng. Ví dụ với Trung Quốc, về kinh tế, chúng ta hợp tác với họ là đối tác. Nhưng trên Biển Đông, họ là đối tượng đấu tranh của Việt Nam. Với láng giềng quan trọng như Trung Quốc, chúng ta cố gắng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác, tận dụng tối đa thị trường khổng lồ 1,41 tỷ dân của họ, nhưng dứt khoát phải trên nguyên tắc tối thượng là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam. Bài học thứ 3 là song song với củng cố hữu nghị với Trung Quốc, chúng ta phải củng cố, mở rộng quan hệ với Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN, tạo thế cài răng lược về lợi ích, kiên quyết thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo thêm sức mạnh lớn để bảo vệ Tổ quốc, không để đất nước rơi vào tình cảnh bị cô lập. Thứ tư, phải có chính sách phát triển kinh tế xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, củng cố mối đoàn kết chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo sức mạnh vô địch để không thế lực nào dám nhằm nhè. Thêm vào đó, chúng ta phải đưa nội dung cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979 vào chương trình sách giáo khoa để giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, để hậu thế biết những gì cha ông ta đã từng trải qua. Đừng đánh đồng, ngụy biện rằng việc này là kích động chủ nghĩa dân tộc, làm xấu quan hệ Việt-Trung. Cuối cùng, quan hệ Việt-Trung đặc biệt quan trọng. Mỗi người Việt Nam cần phải góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị ấy vì lợi ích quốc gia, vì ổn định, hòa bình thế giới. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Điều mà chúng ta muốn và cũng là nguyện vọng của Đảng, Nhà nước là có sự hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc. Và ngay cả bản thân những người trong cuộc di tản ở nhiều nước trên thế giới năm 1975 cũng không mong có sự thù hằn dân tộc. Hầu hết họ thừa nhận rằng Việt Nam không thể chia cắt mà phải thống nhất. Những người cộng sản, những người yêu nước mạnh mẽ đã đứng lên thống nhất đất nước. Tôi cho rằng nhìn thẳng vào sự thật lịch sử là cách tốt nhất để hòa giải với quá khứ. Thiếu tướng Lê Mã Lương chia sẻ, bây giờ chúng ta đang sống trong một thế giới đan xen giữa cơ hội, thách thức và phức tạp. Chúng ta phải luôn có một cái đầu lạnh để vừa hòa nhập với thế giới, phát triển kinh tế xã hội mạnh và bền vững, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng vững mạnh, độc lập, tự chủ, có vị thế trên trường quốc tế và góp phần vào sự ổn định, hòa bình của khu vực, thế giới. Sự mất mát trong mỗi cuộc chiến ở bất cứ quốc gia nào đều là rất lớn và đau thương. Chính vì thế, dân tộc Việt Nam luôn khát vọng hòa bình.